thưa quý khán thính giả, hôm nay là ngày cuối cùng của năm dương lịch 2011. Nhân dịp này, chúng tôi xin điểm lại một số sự kiện nổi bật tại Việt Nam trong năm qua. Thưa quý vị, thời sự Việt Nam năm 2011 dường như gắn liền với những tranh chấp tại Biển Đông. Xuyên suốt từ Đại hội Đảng lần thứ 11 hồi tháng Giêng cho đến phiên họp cuối cùng trong năm của Quốc hội, vấn đề Biển Đông liên tục được đặt ra trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng bộc lộ ý đồ lấn chiếm lãnh hải Việt Nam qua tấm bản đồ hình lưỡi bò. Nếu trong bài diễn văn bế mạc Đại hội Đảng, tân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên bố Việt Nam sẽ tiếp tục các nỗ lực đàm phán với các quốc gia liên quan để bảo vệ chủ quyền lãnh hải tại Biển Đông, thì trong phiên trả lời chất vấn Quốc hội vào cuối năm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lại nêu đích danh Trung Quốc đã dùng vũ lực để cưỡng chiếm Hoàng Sa của Việt Nam. Đối với Hoàng Sa, thì năm 1956, thì Trung Quốc đưa quân chiếm đóng các đảo phía đông của quần đảo Trường Sa. Rồi đến năm 1974 thì cũng Trung Quốc dùng vũ lực đánh chiếm các toàn bộ cái quần đảo Hoàng Sa. Trong cái sự quản lý hiện tại của chính quyền Sài Gòn, tức là chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, thì chính quyền Sài Gòn, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đã lên tiếng phản đối, lên án cái việc làm này và đề nghị Liên Hiệp Quốc can thiệp. Thì chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam của chúng ta lúc đó cũng đã ra tuyên bố phản đối cái hành vi chiếm đóng này. Tranh chấp Biển Đông cũng một lần nữa khơi dậy tinh thần yêu nước của người Việt Nam nói chung và giới nhân sĩ tri thức nói riêng. Các cuộc biểu tình chống Trung Quốc đã diễn ra liên tục trong hơn 10 chủ nhật tại Hà Nội và Sài Gòn, phản đối các hành động ngang ngược của Trung Quốc tại Biển Đông như xâm phạm lãnh hải Việt Nam, cắt cáp tàu thăm dò dầu khí Việt Nam cũng như bắt giữ đánh đập ngư dân Việt Nam. Về chính trị, năm 2011 ghi nhận một số diễn biến của phong trào dân chủ tại Việt Nam. Trong lúc giới tranh đấu tiếp tục lên tiếng bày tỏ các quan điểm của mình trước tình hình đất nước, chính quyền cũng tỏ ra không khoan nhượng. Năm 2011 ghi nhận một số vụ án chính trị tiêu biểu như trường hợp tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ ở miền Bắc, giáo sư Phạm Minh Hoàng ở miền Nam, v.v. Tại miền Trung, vụ gia đình nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn bị công an trấn áp, dọa nạt cũng gây nhiều chú ý cho dư luận trong và ngoài nước. Sau hai cuộc bố ráp vào ngày 8 tháng 11 và ngày 2 tháng 12 vừa qua thì hiện tại gia đình em không buôn bán làm ăn gì được. Người ta kho sợ, người ta không dám đến mua hàng nhà em nữa. Và công an thì bố ráp khắp nơi, làm cho người dân ở đây rất là hoang mang, lo sợ. Liên tục từ 19 năm nay chứ không kể gì ngày hôm nay, người ta đã sách nhiễu, đàn áp gia đình em từ trước đến giờ. Riêng tại Huế, trường hợp Linh Mục Nguyễn Văn Lý một lần nữa gây nhiều bất bình trong công luận. Sau khi một thời gian được tạm tha để chữa bệnh, công an đã đến tận nhà chung thuộc Tổng giáo phận Huế để bắt Linh Mục Nguyễn Văn Lý đưa đi giam cầm trở lại. Vào khoảng lúc 2 giờ chiều ngày 25 tháng 7 tại Việt Nam, thì có những đoàn xe của công an, lúc đó có cả xe cứu thương nữa, để đem Linh Mục Lý đi. Là Linh Mục Lý chưa hết bệnh, chưa bình phục. Về tôn giáo, tuy có chút lắng dịu so với năm 2010, nhưng những tranh chấp giữa nhà nước với nhà thờ, giữa chính quyền với giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất vẫn còn nguyên vẹn. Thêm vào đó là các vụ trấn áp, bắt bớ nhắm vào tín đồ Hòa Hảo, các mục sư Tin Lành cũng như học viên Pháp Luân Công từ Nam chí Bắc. Giáo sứ Thái Hà một lần nữa lại là điểm nóng tôn giáo khi giáo dân, tu sĩ và linh mục kiên quyết đòi chính quyền thành phố Hà Nội trả lại khu đất của nhà thờ Thái Hà mà trước đây chính quyền mượn để làm bệnh viện. Giáo sứ Thái Hà đã được thành lập từ năm 1928. Từ năm 59 đến 70 thì một quá trình thì nhà nước mượn một số vị trí, một số cái cơ sở để lúc đầu là để cho những người quân đội ở. Năm 70, 71, 73 thì mượn để rồi là làm cái bệnh viện Đông Đa. Gần đây ấy, nhà nước đã duyệt chi 75 tỷ cho riêng cái nâng cấp của cái bệnh viện này. Và cho đến nay cái việc mà nâng cấp lên đó thì là cái điều mà người ta không chấp nhận được. Do đó mà giáo dân phản ứng rất quyết liệt. Trong lĩnh vực ban giao quốc tế, năm 2011, Việt Nam tiếp tục khuếch trương ảnh hưởng trong khối ASEAN, đồng thời tham dự mạnh mẽ hơn vào các diễn đàn khu vực. Trong đó thành quả cụ thể mà Việt Nam đã đạt được là việc quốc tế hóa hồ sơ Biển Đông. Trong năm qua, Việt Nam cũng đánh dấu những thăng tiến trong quan hệ với Hoa Kỳ trên nhiều lĩnh vực, từ thương mại, đầu tư đến chính trị, quốc phòng. Về kinh tế, Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khả quan trong bối cảnh khó khăn chung của thế giới, nhất là khu vực châu Âu.
Theo nhận định của Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế, trong năm 2011, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam có thể đạt mức 6%. Tuy nhiên, nếu như năm 2011, ngành xuất khẩu gạo Việt Nam mang lại nhiều thành quả đáng ghi nhận, coi việc tiếp tục duy trì vị trí quốc gia xuất khẩu gạo thứ nhì thế giới và có khả năng chiếm vị trí số 1 của Thái Lan trong thời gian tới, thì lĩnh vực quốc doanh lại một lần nữa gây thất vọng khi vụ vỡ nợ của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Vinashin gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực đối với uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Về xã hội, Việt Nam năm 2011 tiếp tục chứng kiến tình trạng vật giá leo thang, các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, điện nước thay nhau tăng giá, khiến cho đời sống của người làm công ăn lương càng thêm khó khăn. Cũng trong lĩnh vực xã hội, một sự kiện gây nhiều tranh cãi tại Việt Nam trong nửa cuối năm qua là đề nghị thay đổi giờ đi học, đi làm nhằm giảm bớt tình trạng tắc nghẽn giao thông tại các thành phố lớn trong giờ cao điểm. Đề nghị này được tân Bộ trưởng Giao thông Đinh La Thăng khởi xướng ngay lập tức đã gặp phải nhiều phản ứng khác nhau, đồng tình cũng có mà phản đối cũng nhiều. Tuy nhiên, cho đến nay, tất cả vẫn còn là dự án. Và cuối cùng, thưa quý khán thính giả, những ngày cuối năm 2011, Việt Nam mở cửa tiếp đón một vị khách đặc biệt, đó là nhà tỷ phú trẻ sáng lập mạng xã hội Facebook. Nếu hồi năm 2006, giới trẻ Việt Nam từng phát sốt khi được nhìn thần tượng Bill Gates bằng da, bằng thịt, thì vào dịp Giáng sinh năm nay, truyền thông Việt Nam đã theo dõi sát nhất cử nhất động của Mark Zuckerberg và cô bạn gái người Mỹ gốc Hoa Priscilla Chan khi cặp đôi này cùng bạn bè đáp trực thăng đến Việt Nam. Tuy nhiên, điều khôi hài ở đây là trong khi hồ hởi tiếp đón và ca tụng những thành công của Mark, thì chính quyền Việt Nam lại ngăn cản người dân trong nước tiếp cận với sản phẩm làm nên tên tuổi của vị tỷ phú người Mỹ này. Đó là trang mạng xã hội Facebook được giới trẻ khắp thế giới coi là một phương tiện truyền thông không thể thiếu trong thời đại ngày nay. Việt Nam tuần qua và Diễm Thi xin kính chúc quý khán thính giả những ngày Tết dương lịch vui vẻ, thoải mái và xin hẹn gặp lại quý vị vào đầu năm 2012.